Xin chào tất cả các quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nhất Huy Auto xin phép được trở lại để giới thiệu với anh chị và các bạn rất nhiều các mẫu xe mới mà bên em mới nhập về. Thì với thời điểm hiện tại là một thời điểm mà rất cao điểm để anh chị hoàn toàn có thể yên tâm để mua xe và sử dụng. Bởi vì đây là thời điểm cuối năm và gần Tết, giá xe thời điểm hiện tại cũng rất là tốt. Và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì bên em cũng về rất nhiều mẫu xe. Thì sau đây em xin giới thiệu với các anh chị và các bạn những mẫu xe mà bên em vừa mới nhập về. Thì ngay ở đây như anh chị đang nhìn thấy, đây là một chiếc Elantra biển Hà Nội mà bên em đang có khách đang xem đây. Và có lẽ là một vài phút nữa thì khách cũng sẽ lấy thôi. Đó, đây là một chiếc Elantra biển Hà Nội màu trắng anh chị nhé, bản GLS, số tự động 1.6. Giới thiệu đến một chiếc xe bên này, thì đây cũng là một chiếc xe mà em vừa mới lấy về đến cửa hàng. Thì đây là mẫu Peugeot phiên bản 3008 anh chị nhé, sản xuất và đăng ký năm 2019, biển thành phố một chủ dụng từ mới. Chiếc xe này lăn bánh 2 vạn km và mang ngoại thất màu nâu cam. Đây là một chiếc xe mà rất nhiều option hay. Và sắp tới thì em sẽ có một clip mà chi tiết để giới thiệu tới anh chị về mẫu xe này. Chiếc xe này đang được em chào bán tại cửa hàng với mức giá là 1.025.000.000 giá còn thương lượng anh chị nhé. Anh chị quan tâm hoàn toàn có thể qua trực tiếp bên em để tham khảo thêm về mẫu xe này. Ở phía trong này thì đây là hai chiếc Morning ở hai bên. Một chiếc màu bạc phiên bản van và một chiếc phiên bản S màu trắng. Thì bên em đã đều bán cho khách rồi và đang để chờ khách đến lấy thôi. Thì đây là một chiếc xe cũng khá là thú vị mà em muốn giới thiệu tới anh chị và các bạn. Đây là một chiếc xe 7 chỗ, phiên bản giá rẻ, phân khúc giá cực rẻ. Thì đây là chiếc Chevrolet Orlando, sản xuất đăng ký năm 2013 anh chị nhé. Sản xuất đăng ký 2013, 7 chỗ. Chiếc xe này thì là số tự động máy 1.8, phiên bản LTZ. Chiếc xe mang biển tỉnh và lăn bánh, chiếc xe này lăn bánh chỉ có hơn 11 vạn thôi. 7 chỗ khá là tiện nghi mà giá chỉ có dưới 400 triệu. Đây là một chiếc xe mà em đang chào bán với mức giá là 385 triệu đồng, giá còn thương lượng anh chị nhé. Anh chị quan tâm hoàn toàn có thể qua trực tiếp bên em để tham khảo thêm về dòng xe này. Đây là một dòng xe khá hay, thuộc phân khúc 7 chỗ giá rẻ. Thì tiếp theo em xin mời anh chị vào nhà để tham khảo rất nhiều mẫu xe mà bên em đã mới nhập về. Ở những cái phân khúc tầm trung như hiện tại thì chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Và một cái lựa chọn cực kỳ hay đó là Hyundai Accent. Thì như các anh chị đang thấy, đây là mẫu Hyundai Accent phiên bản số tự động, phiên bản đặc biệt. Sản xuất đăng ký năm 2018, chiếc xe này mang biển tỉnh và một chủ dụng từ đầu. Xe lăn bánh hơn 2 vạn km. Chiếc xe này ngoại thất màu vàng cát rất đẹp. Phiên bản đặc biệt này thì đã đều có đầy đủ đèn bi xenon này, giải đèn led 3 ngày, cửa sổ trời, có rất nhiều option hay. Với chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 505 triệu đồng giá còn thương lượng anh chị nhé. Một mẫu xe khá là hay, khá là đa dụng. Tiếp theo cũng là một chiếc xe cùng phân khúc nữa, thì em xin phép giới thiệu, đây là mẫu Toyota Vios phiên bản 1.5e CVT số tự động màu trắng biển thành phố. Chiếc xe cũng một chủ dụng từ đầu và lăn bánh hơn 2 vạn km, gần 2 vạn km, xin lỗi anh chị. Chiếc xe lăn bánh 1 vạn 8 km anh chị nhé. Chiếc xe này cũng được bên em chào bán với mức giá là 505 triệu đồng giá còn thương lượng. Với Vios thì có lẽ là em không phải giới thiệu gì thêm nhiều rồi, có lẽ anh chị đã quá quen thuộc với dòng xe Vios này, dòng xe quốc dân. Tiếp theo thì em xin phép giới thiệu tới anh chị, đây là chiếc xe 7 chỗ rất đa dụng, rất hay và rất đẹp. Đây là chiếc Kia Sorento phiên bản máy xăng bản Food, sản xuất đăng ký năm 2013. Chiếc xe mang đăng ký biển thành phố và lăn bánh hơn 8 vạn km. Với mẫu xe 7 chỗ phiên bản Full này chúng ta có rất nhiều option hay. Như các anh chị có thể thấy, đầu tiên ta quan sát được đó là một cụm rửa pha này, một cụm giải led ban ngày và đèn bi xenon. Đó, ở trên thì có cửa sổ trời hai hàng nữa anh chị nhé. Rất nhiều option hay với mẫu xe này. Đây là mẫu xe bản Full, sản xuất đăng ký năm 2013, biển thành phố, lăn bánh hơn 8 vạn km. Chiếc xe đang được em chào bán với mức giá là 520 triệu đồng giá còn thương lượng. Một mức giá khá là hợp lý, theo em là khá là hợp lý với một dòng xe 7 chỗ như thế này. 520 triệu đồng. Ở bên này thì em xin phép giới thiệu tới anh chị tiếp tục một chiếc xe Hyundai Accent. Thì đây là một chiếc xe Accent sản xuất và đăng ký năm 2019, mang đăng ký biển thành phố. Khác với chiếc bên kia một chút thì đây là phiên bản tiêu chuẩn. Với phiên bản tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ không có cái cửa nóc, nhưng bù lại thì ở về phân khúc giá nó cũng khá là mềm hơn. Đó, chiếc xe mang biển thành phố một chủ dụng từ đầu, lăn bánh gần 2 vạn km, chưa đến 2 vạn km đâu. Và nội thất còn bọc rất nhiều ni lông. Đó, chiếc xe này thì em đang chào bán với mức giá là 495 triệu đồng giá còn thương lượng anh chị nhé. Khám phí còn rất là dài. Chiếc xe mang ngoại thất màu trắng rất đẹp. Tiếp theo ở dưới đây, một chiếc xe hạng sang đúng không ạ? Chiếc xe rất đẹp,
Thì đây là mẫu Mac GLC 250. Chiếc xe sản xuất và đăng ký năm 2017, mang đăng ký biển thành phố màu trắng. Bên em cũng đã mới bán cho khách rồi và đang niêm phong ở đây để chờ ngày giao cho khách. Đó. Một chiếc xe rất đẹp. Thời điểm hiện tại thì có rất nhiều khách mua những cái dòng xe mà như thế này. Ở phía bên đây lại tiếp tục một dòng xe phổ thông nữa, thì em xin phép giới thiệu tới anh chị. Đây là mẫu Toyota Vios phiên bản G, bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2017 anh chị nhé. Chiếc xe mang đăng ký biển tỉnh và lăn bánh hơn 3 vạn km. Đó, ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem và chiếc xe lăn bánh chỉ có hơn 3 vạn km thôi. Chiếc xe này đang được em chào bán tại cửa hàng với mức giá đó là 455 triệu đồng, giá còn thương lượng anh chị nhé. Một chiếc xe rất là phổ thông, rất đa dụng, hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm lựa chọn mẫu xe này, rất nhiều mục đích khác nhau. Ở phía bên đây thì như anh chị có thể thấy, đây là mẫu Elantra 2016, cũng giống như chiếc ngoài kia mà khách đang xem, thì đây là mẫu tiếp tục mẫu Elantra nữa, cũng là phiên bản 1.6 số tự động. Chiếc xe này thì cũng em mới ra biển Hà Nội cho khách rồi, khách cũng vừa mới mua xong đó, chỉ chờ ngày đẹp và giao cho khách thôi. Như anh chị có thể thấy là tất cả những mẫu xe bán rồi bên em đều được niêm phong rất là cẩn thận cho khách đây. Anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng ở những mẫu xe bên em. Tiếp tục ở bên cạnh đây thì chúng ta có một chiếc xe thuộc phân khúc cao hơn một chút. Thì đây là mẫu Kia Optima phiên bản 2.0 Luxury, sản xuất và đăng ký năm 2019 anh chị nhé. Chiếc xe mang đăng ký biển Hà Nội, lăn bánh hơn 1 vạn km. Rất là mới và rất là đẹp. Với Kia Optima chúng ta có một chiều dài cơ sở rất là rộng, ngoại thất rất là đẹp. Nội thất thì có lẽ không phải bàn rồi, với những chiếc xe Hàn thì option có lẽ không phải nghĩ, nhất là những chiếc xe phân khúc cao như thế này. Chiếc xe này đã được em chào bán với mức giá nó chỉ 750 triệu đồng, giá còn thương lượng. Mức giá rất êm nếu chúng ta so với những xe cùng một khúc, ví dụ như là Mazda 6 hay là Camry. Thì đây là một chiếc xe đời 2019 mà cùng phân khúc nhưng giá cực kỳ êm, chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo. Ở bên cạnh đây thì em sẽ phép giới thiệu một dòng xe cực đa dụng. Đây là mẫu Honda City phiên bản 1.5 số sàn, sản xuất và đăng ký năm 2017. Chiếc xe mang đăng ký biển thành phố, lăn bánh hơn 4 vạn km. Với chiếc xe số sàn này chúng ta có thể sử dụng cực kỳ nhiều mục đích. Ví dụ như là anh chị có thể mua để đi gia đình, anh chị có thể mua để chạy dịch vụ hoặc là dạy lái, không vấn đề gì cả, chiếc xe cực kỳ đẹp. Với chiếc xe này em đang chào bán với mức giá là 395 triệu đồng, giá còn thương lượng anh chị nhé. Chiếc xe mang đăng ký biển thành phố, ngoại thất màu đen, nội thất nỉ nguyên bản. Đó, chiếc xe rất đẹp, rất đa dụng. Em xin mời anh chị tham khảo thêm về những mẫu xe ở phía bên này. Thì đây cũng là một mẫu xe mà em đã dán niêm phong cho khách rồi. Đây là mẫu CX-5 2018 mà có lẽ một vài clip trước em đã giới thiệu với anh chị. CX-5 bản 2.0 sản xuất và đăng ký năm 2018. Đó, chiếc xe có đăng niêm phong cho khách. Ở phía bên này thì em xin phép giới thiệu, đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản SLX, phiên bản nội địa Hàn Quốc. Đó, chiếc xe mang ngoại thất màu bạc rất là đẹp. Với phiên bản SLX nội địa Hàn Quốc này chúng ta có rất nhiều option hay, thì trong một vài clip tới đây em sẽ miêu tả chi tiết về những option của chiếc xe này tới anh chị. Chiếc xe đang được em chào bán với mức giá là 615 triệu đồng, biển tỉnh, giá còn thương lượng anh chị nhé. Xe rất đẹp. Với toàn bộ những mẫu xe bên em thì bên em cam kết 100% với khách hàng bằng văn bản, đó là những chiếc xe nguyên bản, không đâm đụng, không gặp nước, không thủy kích, không ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm và toàn bộ máy móc. Đó, anh chị hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng. Và với thời điểm hiện tại thì việc mua một chiếc xe để cùng với gia đình chúng ta đi trong dịp Tết sắp tới thì rất là, em nghĩ là rất là ok. Đó, thì anh chị để tham khảo thêm về những mẫu xe hoặc là để tư vấn trực tiếp, anh chị có thể liên hệ với số hotline em sẽ để dưới bài viết, hoặc tới địa chỉ số 2 Phạm Văn Bạch, nhất Vio2, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để tham khảo trực tiếp những mẫu xe của em. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt các anh chị.